Sáng ngày 22 tháng 6 năm 2022, Ủy ban Nhân dân huyện Tân Lạc tổ chức bế mạc hội thao Trung đội Dân quân cơ động năm 2022. Sự lễ bế mạc có đồng chí Lê Chí Huyên, Ủy viên Ban thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, trưởng ban tổ chức hội thao Trung đội Dân quân cơ động huyện năm 2022. Sau 2 ngày thi đấu sôi nổi, với tinh thần đoàn kết, tự tin, quyết thắng, hội thao Trung đội Dân quân cơ động huyện Tân Lạc đã thành công tốt đẹp. Công tác điều hành thi đấu các nội dung hội thao đảm bảo chặt chẽ, đúng kế hoạch, an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị. Ban giám khảo hội thao suy trì nghiêm kỷ luật, công tâm, trách nhiệm, đánh giá kết quả khách quan, đúng quy chế. Các vận động viên tham gia các nội dung thi đấu đều cao tinh thần đoàn kết, trung thực, bình tĩnh, tự tin và chấp hành nghiêm túc quy chế của hội thao. Phát biểu bế mạc hội thao, đồng chí Lê Chí Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện trưởng ban tổ chức hội thao trung đội dân quân cơ động huyện đã đánh giá cao kết quả đạt được trong hội thao năm nay. Đồng chí cũng đề nghị đối với các lực lượng sau khi kết thúc hội thao tại huyện tiếp tục vận dụng những kiến thức huấn luyện và thực tiễn tại địa phương. Ban chỉ huy quân sự huyện lựa chọn các cá nhân, tập thể có thành tích cao để thành lập đoàn tham gia hội thao trung đội dân quân cơ động tỉnh Hòa Bình năm 2022, đảm bảo an toàn và đạt kết quả cao. Kết thúc hội thao, ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội dân quân cơ động xã Suối Hoa, trao giải nhì cho đội dân quân cơ động xã Quyết Chiến và trao giải ba cho đội dân quân cơ động xã Vân Sơn. Ngoài ra, ban tổ chức cũng đã khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hội thao Trung đội dân quân cơ động hiện năm 2022.